Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Đánh một trận với ta, nếu như ngươi có thể thắng ta, chuyện của Khương Kim Lân ta sẽ buông bỏ. Ta thấy nữ nhân nào ngươi chính là muốn bị ăn đòn. Tổ hồn thụ xuất hiện rồi. Hơn nữa còn ngưng kết ra rất nhiều tổ hồn quả. Tổ hồn quả này có thể làm mạnh thần hồn. Chính là dị bảo thần hồn hiếm có ở trong trời đất này. Mau đi thôi, tổ hồn thụ xuất hiện rồi. Nhất định là có cơ duyên. Đội ngũ của Huyền Long Tông xông về hướng của tổ hồn thụ. Chu Nguyên Nguyên Lão, các người dự định làm thế nào? Người cảm thấy sao? Cướp nó, đánh bại nữ nhân kia. Vừa đúng với ý của ta, đi. Rất nhiều cường giả từ khắp nơi đi tới, hội thụ ở dưới tổ hồn. Những tia sáng kia đều là tổ hồn quả hay sao? Nhìn có vẻ là giống như một loại vật hư ảo nào đó. Dùng thần hồn cảm chi mới có thể cảm chi được thực chất. Chu Nguyên, lấy được 10 tổ hồn quả có bất ngờ đấy. 10 quả độ khó cũng cao quá rồi, thử xem đi. Dưới cây hội thụ nhiều cường giả quá, trong đó có 3 thế lực mạnh nhất. Đầu tiên là Hám Địa Thần Tộc, Hổ Tộc. 19 quả như vậy đi, ta chỉ cần 4 quả. Cái khác tùy các ngươi tranh đoạt. Huyền Long Tộc, người dẫn đầu Khương Hồng Anh. 7 tổ hồn quả do Huyền Long Tộc ta thu hồi. Có người nào có ý ra tay là được. Kim Nghe Tộc, người dẫn đầu Chu Nguyên. 5 tổ hồn quả này chúng ta cần rồi. 3 quả còn lại sẽ do cường giả của các tộc tranh đoạt. Nhiều người bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Người đó hình như là rất mạnh.